tiêm mũi bổ sung và mũi 3 vaccine COVID-19 khác nhau như thế nào? Việc tiêm mũi bổ sung không phải là mũi 3 giúp hoàn thành miễn dịch cơ bản, trong khi tiêm mũi 3 vaccine COVID-19 giúp duy trì miễn dịch ở mức độ cao hơn. Hiện có nhiều người đang nhầm lẫn giữa tiêm vaccine COVID-19 mũi bổ sung và mũi 3, mũi nhắc lại lần 1. Liên quan đến các mũi tiêm này, tiến sĩ bác sĩ Phạm Quang Thái, trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng miền Bắc, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, mũi vaccine bổ sung dành cho đối tượng suy giảm miễn dịch hoặc sử dụng các vaccine mà bằng chứng cho thấy cần phải tiêm thêm mới đạt miễn dịch cơ bản, ví dụ như vaccine Verocell Sputnik V. Với các mũi vaccine COVID-19 nhắc lại là mũi tăng cường, thường tiêm sau 3 đến 4 tháng sau các mũi cơ bản để duy trì miễn dịch ở mức độ cao. Bác sĩ Thái giải thích như vậy, việc tiêm mũi 3 vaccine COVID-19 giúp duy trì miễn dịch ở mức độ cao, còn việc tiêm mũi bổ sung không phải là mũi 3 giúp hoàn thành miễn dịch cơ bản. Cũng theo bác sĩ Thái, hướng dẫn tại văn bản mới nhất của Bộ Y tế nêu rõ việc tiêm liều bổ sung, liều này không phải mũi 3 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên, bao gồm người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người đang điều trị ung thư tích cực đối với các khối u hoặc ung thư máu, người cai ghép nội tạng và đang dùng thuốc ức chế miễn dịch, người điều trị bằng liệu pháp thụ thể kháng thể tế bào T, một loại điều trị giúp hệ miễn dịch tấn công và tiêu diệt vào các tế bào ung thư, hoặc được cấp giấy phép tế bào gốc trong vòng 2 năm qua, người suy giảm miễn dịch nguyên phát, trung bình hoặc nặng, người nhiễm HIV tiến triển hoặc không được điều trị, người đang điều trị tích cực corticoid hoặc các loại thuốc ức chế miễn dịch liều cao. Người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vaccine Sinopharm Verocell hoặc vaccine Sputnik V. Vaccine tiêm là loại vaccine cùng liều với vaccine cơ bản hoặc vaccine mRNA hoặc vaccine AstraZeneca đối với người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vaccine Sinopharm Verocell. Khoảng cách tiêm một mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản từ 28 ngày đến 3 tháng. Theo Bộ Y tế, người đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi hồi phục và hoàn thành việc cách ly y tế theo quy định. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.